Trước má, ý định của ta là làm cho các ngươi được bình an chứ không phải là đau khổ. Bây giờ các ngươi cầu cứu ta và ta sẽ nhận lời, ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn mưa đầy. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một ngày mới. Chúng ta gieo lên Chúa ngày mới này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta cũng như văn phòng, cho mọi công an việc làm, cho những lời nói, cho những ý nguyện của chúng ta. Để xứng đáng là một người thánh, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ cho chúng ta về những tội lỗi của chúng ta. Lạy Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa được ban hưởng Đức Chúa Cha đi viện cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa có là một hạnh phúc tuyệt vời. Xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Amen. Và trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, tôi là Gioan, tôi thấy trong tay hữu đính trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài biên bảy ấn. Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố ai xứng đáng mở cuốn sách và khao ấn niêm phong. Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. Một trong các vị kỳ mục bảo tôi đừng khóc nữa, mày đến sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa. Chồi non của David đã chiến thắng, người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. Bây giờ tôi thấy những lời chữ ngay và bốn con vật giữa các kỳ mục và con chiên trông như thể là bị giết. Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa được sai đi khắp mặt đất. Con chiên đến lãnh nhận cuốn sách từ tay những đến tay hữu đến được trên ngai. Khi con chiên đã lãnh cuốn sách thì bốn con vật trên ngai và 14 vị kỳ mục của phục xuống trước mặt con chiên. Mỗi vị tay cầm đàn, tay lên chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh, các vị hát và ca mới so đen. Ngài xứng đáng đảm nhận cuốn sách và mở niêm phong vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân, Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Hai bên mừng chung một bài ca mới nhờ các người trong cuộc đoàn thiên ca hiếu chung. Ở Israel nào hoan hỷ vì có Chúa là lãnh cao thánh nguyên. Còn ca Sion hay nhảy mừng vì được Chúa là vua hiên tri. Hallelujah. Mừng thánh danh là dân điệu vô nhịp trong hoa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa minh chuông dân người ban cho kẻ nghèo hèn được lời ban chiến thắng. Hallelujah. Kẻ hiếu trung hay vui mừng rạng rỡ là khúc phục mà các tiếng reo hò miên lời khoan lời tán dương Thiên Chúa. Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung yêu với người. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chơi cưng lòng như ngày nghe tin Chúa. Hallelujah. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đến gần Jerusalem và trông thấy thành thì khóc thương mà nói: phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều còn ấy
bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không thể hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ người được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày xưa chứ thật là xưa là xưa, Chúa Giêsu đến và Ngài cảm thấy khóc thương thành Jerusalem. Phải chứ ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Lời Chúa xem ra sao mà đúng quá. Trải qua bao thế hệ, từ thời của Chúa Giêsu và cho đến ngày hôm nay, Chúa Giêsu ngày hôm nay không phải khóc thương cho một thành Jerusalem nữa, mà Chúa Giêsu khóc thương cho ngoài thành Jerusalem, cho cả thế giới và cho cả mỗi người chúng ta. Bởi vì cái thế giới của vật chất, thế giới của quyền lực, thế giới của danh vọng, thế giới của xác phàm, nó đã che lấp, để rồi chúng ta không nhận ra sự bình an. Sự bình an đến từ Thiên Chúa. Ngày mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà, chúng ta cảm thấy bất an. Bất an bởi vì phải đối diện với an toàn giao thông, với đường xá. Nhiều khi chúng ta đi, chúng ta rất đàng hoàng, nhưng rồi không khéo người khác lại tông vào chúng ta, và con đường của chúng ta đang đi lại có chướng ngại vật, hoặc là đường xấu dễ bị sạt lở và tai nạn. Rồi chúng ta phải đối diện với cái quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, đó là thực phẩm. Ngày hôm nay hình như ai ai cũng sợ, từ cà phê, nước uống cho đến tất cả thức ăn chúng ta ăn vào, chúng ta uống vào, nhưng mà nó có cái gì đó sợ sợ. Sợ bởi vì đồ giả, sợ bởi vì hóa chất, sợ bởi vì thuốc cho nhiều quá, và hình như nó không có sự bình an nữa. Bất an. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà chúng ta đối diện với cuộc sống hiện tại ngày hôm nay, chúng ta thấy ngày hôm nay giữa một cái thế giới bất an, bởi vì quyền lực của sự dữ nó quá mạnh, nó như muốn đè bẹp cái sự thật, nó đè bẹp những người sống công chính. Con cũng không có thời gian nhiều, và cũng chẳng có dám gọi là nghe nhiều về chuyện bầu cử tổng thống ở bên Mỹ. Thi thoảng mở ra thì mình lại thấy chất chứa một cái sự gian dối, để rồi có người ta bất an. Những người mà gọi là đi thuê người khác để tráo phiếu bầu, để mà giữ cái máy chủ phiếu bầu, xem ra cũng đâu có bình an nếu như người ta phanh phui ra sự thật. Còn những người sống công chính thì cảm thấy nhỏ nhoi khi mà đối diện với sự dữ. Cả thế giới không bình an bởi vì người ta không sống thật với nhau. Rồi ngay như trong dòng tu với nhau, người ta cũng sống thật nên không có bình an. Ngay trong gia đình người ta sống cũng không thật nên là không có sự bình an. Sự bình an khi chúng ta nhận ra Thiên Chúa. Chúa nói phải khi ngày hôm nay nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Mắt chúng ta mở thì chúng ta không thấy được cái sự bình an là cần thiết. Một số gia đình như là những gia đình thân quen, chuyện này chuyện kia cái gì cũng kể cho cha. Cha nghe xong cha cảm thấy thương và chỉ biết theo lời cầu nguyện. Lẽ ra người ta sống với nhau tình nghĩa, thương yêu nhau, nhưng mà rồi vì vật chất, vì quyền lợi, người ta ngoại trừ nhau, và rồi
rồi làm gì có sự bình an trong những gia đình đó được. Mà buồn nhất là những gia đình đó là những gia đình mình thân quen. Vợ chồng ly tán, anh chị em chia rẽ, con cái ngỗ nghịch. Điều đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Xin Chúa cho chúng ta mở mắt ra để chúng ta nhìn thấy cái sự bình an cần thiết trong cuộc đời. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta thấy người ta lăn xăng nhiều chuyện, người ta lo chuyện hòa bình thế giới, người ta lo chuyện hòa bình đất nước, nhưng mà người ta quên đi cái chuyện lo cái hòa bình ngay trong gia đình của người ta, ngay trong cộng đoàn của người ta, ngay trong nội tâm con người của người ta. Lòng người ta nó sao xuyến nhiều chuyện, bồn chồn nhiều chuyện. Báo chí tin tức đưa một cái là nhau bình luận và không biết cái chuyện nó có dính dáng gì tới mình. Chuyện cần nhất đó là sự bình an trong tâm hồn của mỗi người. Nhiều khi chúng ta cứ phải chạy theo cuộc đời để chúng ta thấy bất an. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để như lời Chúa nói ngày hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc đời của chúng ta để chúng ta tìm thấy sự bình an chỉ có từ nơi Chúa thôi. Nơi tâm hồn của chúng ta có Chúa thì chúng ta bình an. Còn khi chúng ta cứ chất đầy những danh vọng, những quyền lực, những hơn thua thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ bất an. Xin Chúa là nguồn mặt của sự bình an đến và ở lại trong tâm hồn của chúng ta để chúng ta được bình an thật sự. Thành Chúa, chúng cùng Chúa là Chúa cả trời đất, vì Chúa lòng ban chúng con mãi này là hoa màu vùng đất và lòng con người. Chúng con nhân lên Chúa đời trên đó năm trường sinh nuôi sống chúng con, chúng con xin Chúa đến muôn đời. Chúa khi chúng nhớ con, Chúa chuyển chết và sống lại, chúng con nhớ lên cái bánh trường sinh và cái cứu độ để tạ ơn Chúa.
Thì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng vào cả trước tôn gian và cùng sự Chúa. Chúng con tham thiên lại xin Chúa cho chúng con khi trong phần mình và máu khi tôi được quy tụ lên một giờ Chúa Thánh Thần. Thì Chúa xin nhớ đến người Thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn người Thánh trong kính mến. Cùng với giáo hoàng Francisco, đến giáo một loa dơ giáo phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhận lời những người nhà chúng con cầu nguyện. Xin Chúa nhớ đến linh hồn Paulo trong ngày giỗ, linh hồn Maria, Giuse, Michael, Marta, Lucia, Gian Batista, Teresa, Vero, Catalina, Anto, Anna Maria. Mà Chúa đã gọi trong khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến hành trình chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng tín của chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào được ánh sáng cùng nghe Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con là đồng hướng sự sống đời đời. Cùng với Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Du Xe Bạc, trong năm biết Trinh Nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa không mà thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được các ngài của tôn đức Chúa, như Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người quay người vào trong lời mỗi danh dự và vinh quang được quy về Chúa và Cha toàn năng trong sự hôn nhân của Chúa trong thời đại muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cụ thể và thực thể chúng tôi dạy. Chúng ta gian nguyện rằng, Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha càng xa nước Cha trị danh, thì Cha thành hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chức cam dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Để Chúa xin cứu chúng con không phải sự dữ, sự đa thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Thì Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thắt và tội lỗi với đề an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đến cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vi lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Thầy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tôn đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn để tự tin của Thánh Chúa. Xin đã trình bày cho Thánh Đức bình an và nhất theo Thánh Minh Chúa. Chúa hàng sông và hiển trên muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúc bình an cho con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tội trần gian, phúc cho được lợi điều thì Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con nhà đang cư được bạn nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời cho linh hồn con sẽ làm lành. Của tôi là kể bên Chúa chúng ẩn thân muôn đời. Chúng ta những lời cầu nguyện. Thầy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ khi câu con Chúa như lời người truyền dạy, và chúng con đã được rước mình vào máu thánh người. Quý xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được thiên lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần sướng phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong, đọc tay Chúa cũng chưa, tạ ơn chưa. Lạy nữ hướng mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ chúng con cháu eo và ở chúng đức tỳ kêu đến cùng bà chúng con ở đây khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương hỡi ơi bà là chủ bầu chúng con xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau cõi đời xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ ôi khoan thay nhân thay diệu thay Thánh Maria trong đời đồng trinh. Amen.